Trở lại với công trình đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, việc nhà thầu Trung Quốc nợ hàng trăm tỷ đồng đã khiến dự án bị chậm tiến độ, đình trệ và gây bức xúc cho các đơn vị thi công. Trao đổi với VTC 14 vào chiều ngày hôm nay 18 tháng 3, ông Lê Kim Thành, Tổng Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường sắt thuộc Bộ Giao thông Vận tải khẳng định nhà thầu đã bắt đầu chuyển tiền nợ đọng nhưng không tiết lộ con số cụ thể. Theo ông Thành, ngay sau khi các đơn vị thi công phản ánh về tình trạng nợ tiền thi công khiến hàng loạt hạng mục trên tuyến bị chậm tiến độ, nhà thầu có giải thích là do nghỉ Tết dài ngày khiến việc huy động nhân lực chậm và tổng thầu còn nợ thầu phụ là 400 tỷ đồng. Việc này đã khiến 12 nhà ga của dự án hiện có là các ga Cát Linh, La Thành, Thái Hà, Láng, Vành Đai 3, ga Bến Xe Hà Đông chậm tiến độ đề ra từ 9 đến 22 ngày. Thời điểm hiện tại, sau khi được chuyển tiền, các nhà thầu phụ không còn phản ánh về tình trạng chậm giải ngân. Trước đó, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thống kê đến ngày 29 tháng 2 cho thấy tổng thầu nợ các nhà thầu phụ khoảng 554 tỷ đồng.